Tây Du Ký phiên bản vô duyên. Ê, hình như là có nhà rồi, xuống đi sư phụ. Lẹ đi mấy đứa, thí chủ chờ chút. Thí chủ cho hỏi nhà có ai ngủm hay sao mà giọng chuông dữ vậy? Nhiều nhìn á, cái người này ai mà chuyện nhau chứ này vậy hả? Nếu thí chủ thành tâm muốn biết thì ta sẵn sàng trả lời. Tiểu tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, thí chủ cứ gọi ta là Tiểu Đường. Ê, nghèo dữ nhường hắn văn. Bởi vì tin vào Google Map nên ta đã đi lạc. Không biết có thể cho bằng tăng tá túc một đêm được không? Làm phước nhược thước, cứ tự nhiên mời. Nhà của thí chủ lớn vậy chắc bảo tới không sập nổi đâu ha. Thôi ơi sư phụ, nói chuyện kỳ quá trời luôn mà tự nhiên trù nhà người ta bị sập. Sư phụ vô duyên có đẳng cấp luôn á. Mình đang ở nhà người ta đó, nói câu gì đó có duyên chút đi sư phụ. Nhà của thí chủ bằng gỗ đẹp quá, lỡ bị cháy chắc khó dập lắm á. Trời, cái nhện không phải là vô duyên thường mà là vô duyên thúi luôn. Có chuyện gì mà thí chủ có vẻ buồn dữ vậy? Hey, bị mất trộm sao mà vui nhược, mà mất cái gì mới được. Nhà bị mất nguyên một thùng mì gói luôn mới ghê chứ. Hả? Trời đất ơi, con thùng mì gói mà làm như một thùng vàng không bằng vậy. Các nhện có nghe một miếng khi nhói bằng một gói khi nho không nhỉ hả? Miền Trung bây giờ vừa gặp bão vừa lũ lụt, một thùng mì gói cũng có thể cứu đói biết bao nhiêu người. Ta đang tính chuyển nhà ngoại, bây giờ thùng mì thì bị mất khỏi làm sao ta không buồn được chứ. Phải chỉ có thiết bị gì đó có thể quan sát hay chống trộm thì hay biết mấy. Sắp tới ta còn tính mở tiệm kinh doanh nhưng sợ bị mất đồ nữa nha. Vậy là ông gặp đúng người rồi. Ông muốn kinh doanh nhưng sợ mất đồ chứ gì. Vậy thì phải gọi tới công ty Thành Đức. Thành Đức hả? Nhưng mà công ty này là công ty bán gì? Cứ bình tĩnh, Thành Đức là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối cổng từ an ninh chống trộm cho các shop siêu thị, nhà sách, thư viện, vân vân và vân vân. Mà cổng từ chống trộm là sao ta chưa hiểu lắm. Chuyện giật ngươi hả? Ngộ không bất xàm đi con. Cổng từ an ninh mà ông cũng không biết nữa. Đó là thiết bị an ninh số 1 luôn đó. Khách vô shop mua đồ lỡ quên chưa tính tiền mà đi ra là nó hú lên cho thấy biết liền. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, nhập khẩu chính thức từ Hồng Kông về. Được, đã vậy ta. Nghe là muốn kinh doanh liền ha. Nghe cũng ok lắm, nhưng không biết có chốt hay không. Giờ còn chế độ lắp đặt bảo hành nữa. Thí chủ cứ yên tâm, Thành Đức sẽ lắp đặt và bảo hành miễn phí trong vòng 13 tháng. Thí chủ chỉ cần gọi tới số hotline 0906484379 lắp đặt toàn miền Nam luôn. Ta thấy mấy cửa hàng, công xưởng hay có camera quan sát Thành Đức có không? Ngộ không ông nhì nhớ đúng á, Thành Đức có luôn không? Có chứ, ngoài camera quan sát ra Thành Đức còn cung cấp cổng dò kim loại cho nhà ga và sân bay, công xưởng nữa. Con gọi tới Thành Đức đặt liền cho thầy một cái camera quan sát đi. Kì vậy sư phụ? Ta có cái áo cà sa zip bản giới hạn, lỡ thằng nào nó chơm cái rồi sao? Lắp camera cho an toàn mấy. Nhưng mà lắp gì được? Phải đó, ai biết đâu ổng mua bà hỏi ông đi. Nhúng nhá, camera là phải có chỗ gắn, ông tính gắn bằng niềm tin nha. Thì ta gắn vô con ngựa. Trời trời ơi, trời trời.